Chào anh em nha. Hôm nay là giới thiệu cho anh em cái món đồ không mềm. Đây. Mình sẽ bóc ra để anh em được review nha. Đấy là cái bộ đổi nguồn, đấy là chuyển từ điện 220V sang cái tàu xe ô tô. Nhìn qua đây là cái tàu, tức là cái lý do là thế này: tôi mới có một cái bơm xe ô tô thì dùng cái loại tàu trên ô tô để bơm, nhưng mà thỉnh thoảng đôi khi cần phải bơm xe đạp hoặc là xe máy, thì cũng lẽ là cứ mỗi lần bơm mình là phải nổ máy ô tô, cho nên là mình mua cái bộ này để khi cần bơm thì mình sẽ dùng cái điện 220 luôn. Anh em nhìn này, nhìn sơ bộ này, tức là cái này nó hoàn thiện bằng nhựa trắng, là cái thông số 12V 10A, tức là 120W. Cái giấy, đây là giấy này. Đây là cái đầu loài chân cầm chuẩn Trung Quốc. Thì trước khi tôi có một bộ chuyển đổi, nhưng mà tôi quên nhìn cái này, quên nhìn cái thông số này. Đây, thông số đây 120W này, cho nên là khi cầm chuyển đổi thì nó không tải được cái bước. Thì hôm nay tôi phải mua cái bộ mới, cái này giá cũng xấp xỉ 200.000. Đây, để tôi sẽ thử cho anh em thấy nhá. Cái bơm của tôi đây, cái bơm 7, bơm của tôi đây anh em. Đấy, cho anh em nhìn thấy cái bơm của tôi đây, bơm 70 mai. Đấy, dùng cái đây, dùng ô tô. Đây là cái cổng để cắm ô tô đây, em thấy chưa? Bây giờ tôi muốn dùng được cái bơm này thì bằng điện 220 thì tôi phải cắm ở đây. Thì cái này thì tôi có lẽ là dùng, mình dùng thiết thực nhất chính là cái bơm này, vì là mình nhà ấy hầu như bây giờ có một cái xe đạp, xe máy, rồi thậm chí là bóng, quả bóng đá, bóng chuyền thì mình đều dùng, có thể dùng cái bơm này để bơm được. Cho nên tôi mua cái bộ này, quyết định mua cái bộ này để tận dụng cái bơm này, Đấy. Mà cái bơm này là sử dụng yếu tố thì mình cần dùng, mình có thể dùng được. Thì vừa rồi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ chuyển đổi điện 220V sáng tàu sạc 12V của ô tô. Nhưng mà anh em nhớ nhá, muốn dùng được cái thiết bị kiểu như bây giờ tôi phải dùng cái công suất lớn này, dòng nó về 10A, chứ đều mà dùng cái dòng loại 1A hoặc là 0.5A thì cái bơm này nó tải được. Nhưng cảm ơn anh em đã theo dõi cái video.